càng bám ghế, tổng càng đầy đảng vào cảnh tương tàn, khốc liệt. Cơn bão chính trường Việt Nam trong gần 2 tháng qua được xã hội quy tội cho ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Chính ông Tô Lâm tạo phản. Tô Lâm đốn ngã Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ khiến bà Trương Thị Mai rũ áo ra đi và cũng không loại trừ sẽ có thêm người trong Bộ Chính trị tiếp tục rời dụng. Ai cũng biết Tô Lâm làm loạn là để triệt hết những người có khả năng cạnh tranh với chức Tổng Bí thư nhiệm kỳ tiếp theo. Theo truyền thống của Đảng Cộng sản Việt Nam, các phe phái vẫn thường xuyên đấu đá tranh giành chức vụ. Tuy nhiên, chưa có bao giờ cuộc đấu đá lại khốc liệt như bây giờ. Bám ghế phá đảng luật của ông Trọng là nguyên nhân gây ra cảnh tương tàn trong đảng khủng khiếp như hiện nay. Nếu nói kẻ khiến Bộ Chính trị tan hoang như hôm nay là Tô Lâm cũng đúng, mà Tổng Trọng cũng đúng. Trước đây, để được ngồi vào ghế Tổng Bí thư, các ứng viên phải được sự tín nhiệm của ông Tổng Bí thư đương nhiệm và nhờ đó được Tổng Bí thư giới thiệu tại Đại hội Đảng. Một khi đã được đương kim Tổng Bí thư giới thiệu thì gần như chắc chắn trúng cử. Vương Đình Huệ đã từng muốn đi theo con đường này, tuy nhiên Tô Lâm nổi lên và đạp đổ tất cả. Giờ đây, việc tranh giành ghế Tổng Bí thư đang hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tô Lâm sẵn sàng đánh mọi đối thủ, còn Bộ Chính trị thì muốn lùa Tô Lâm lên ghế Chủ tịch nước và chặn phe Hưng Yên, không cho nắm Bộ Công an nữa. Nghĩa là muốn cô lập họ Tô. Chính vì đấu nhau loạn như thế nên luật duy nhất áp dụng cho cuộc chơi này là luật của kẻ mạnh. Nhiều người đổ lỗi cho Tô Lâm đã gây ra tình cảnh hỗn loạn này, nhưng thực chất điều này là do chính Tổng Trọng gây ra. Chính vì ông Trọng tham quyền cố vị, muốn bám ghế Tổng Bí thư suốt đời đã khiến cho những kẻ bên dưới mất kiên nhẫn và làm phản. Để ngồi lại nhiệm kỳ thứ 3, ông Tổng đã đạp lên đảng luật để tự ban ân huệ cho chính mình. Ông Trọng đã tự tạo ra tiền lệ như thế thì Tô Lâm cũng hoàn toàn có thể làm theo và pháo bỏ những trật tự trước đây. Đáng lẽ với vai trò là người đứng đầu đảng cầm quyền của một quốc gia, ông Trọng phải biết tôn trọng pháp luật. Tuy nhiên, không những ông Trọng chẳng coi luật pháp quốc gia ra gì, mà ngay cả đảng luật, ông cũng sẵn sàng trả đảng. Khi Tổng Bí thư phá bỏ những trật tự trong quy trình xét chọn ứng viên cho ghế Tổng Bí thư, thì liệu Tô Lâm có cần phải tôn trọng những quy định do ông Trọng đưa ra hay không? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Việc ông Tô Lâm lợi dụng câu nói mị dân của ông Tổng Bí thư là chống tham nhũng không có vùng cấm, để đốn ngã chính những tay chân thân tín của ông Tổng, thì cũng chẳng có gì sai. Chỉ có người tự ban ân huệ cho mình, đạp lên luật pháp và cả đảng luật, thì mới đáng bị lên án. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nguyên nhân của mầm loạn, Tô Lâm chỉ là hệ quả. Việc tạo tiền lệ xấu cho Tổng Trọng đã khiến cho các cấp dưới của ông làm loạn, thì việc Tô Lâm lợi dụng phát ngôn mị dân của ông Trọng để mà làm loạn cũng sẽ là tiền đề cho những kẻ muốn nổi loạn tiếp theo. Cứ như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng, không có hồi kết. Là người đứng đầu Đảng Cộng sản, lẽ ra ông Tổng phải làm gương cho toàn đảng về tính nghiêm minh của luật pháp. Đằng này, ông lại tự ý trà đạp lên nó, nghĩa là tự ông đã phá bỏ trật tự trong đảng. Đến lúc này, ông Trọng đã già và quá nhiều bệnh tật mà vẫn quyết bám lấy chiếc ghế. Chẳng phải ông đang nêu một tấm gương rất xấu cho đảng hay sao? Lúc này có lẽ chỉ có cách dùng bạo lực cách mạng may ra mới buộc được ông rời ghế. Đẩy Đảng Cộng sản Việt Nam đến tình cảnh hỗn loạn như ngày hôm nay không ai khác chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin càng bám ghế Tổng càng đẩy đảng vào cảnh tương tàn khốc liệt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Ăn chia tại hội nghị Trung ương 9, chiếc ghế quyết định Tô là kẻ săn mồi hay thành con mồi. Hội nghị Trung ương lần thứ 9 sắp tới sẽ diễn ra vào 3 ngày từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 5.
để bàn về nhân sự cho hai vị trí tứ trụ đang bị bỏ trống. Cho đến thời điểm này, gần như chắc chắn Tô Lâm sẽ là tân chủ tịch nước và Trần Thanh Mẫn sẽ là chủ tịch Quốc hội. Trường hợp ông Trần Thanh Mẫn không được dư luận quan tâm nhiều, bởi ông Mẫn chỉ là kẻ vô tình vớ được bảo bối do các phe phái chiến nhau gây ra. Ông Mẫn vốn hiền lành, không tham gia đấu đá, thế mà tự nhiên được lên tứ trụ trong khi bao nhiêu người tham gia phe này đánh phe kia để mưu cầu quyền lực thì lại không được gì. Có lẽ chỉ ông Mẫn ngồi vào ghế chủ tịch Quốc hội mới khiến Tô Lâm an tâm, bởi ông không có tham vọng tranh đoạt với Tô Lâm như Vương Đình Huệ. Tô Lâm đợi đến ngày làm tân chủ tịch nước. Ông Tô Lâm được dư luận quan tâm nhiều nhất, bởi ông chính là kẻ gây ra hỗn loạn trên thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ghế chủ tịch nước bị ông đốn ngã, nhưng chính ông lại không chịu ngồi vào, bởi ông phải dẹp hết những đối thủ để cạnh tranh với ông và thiết lập một hậu phương vững chắc thì mới chịu ngồi. Chính vì thế mới gây ra cảnh ghế này bỏ trống suốt gần 2 tháng qua. Giờ đây, ghế chủ tịch nước đã định hình, tuy nhiên dư luận vẫn không rõ ai sẽ là Bộ trưởng Bộ Công an. Chỉ còn rất ít thời gian trước Hội nghị Trung ương 9, nhưng cả dư luận và những tờ báo uy tín lớn nhất vẫn chưa xác định được nhân vật sẽ ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an là ai. Có đến 6 cái tên được đưa ra, đó là Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Trần Cẩm Tú, ông Trần Quốc Tỏ và ông Lương Tam Quang. Và bên cạnh đó còn có ông Nguyễn Duy Ngọc. Ba người đầu tiên thì có lợi thế là vì đương kim ủy viên Bộ Chính trị, trong đó hai người từng công tác trong ngành công an. Ba cái tên sau cùng là cấp phó của ông Tô Lâm, cả ba đều mang quân hàm thượng tướng và đều là ủy viên Trung ương Đảng. Một số phân tích dựa vào tiền lệ đối với ghế bộ trưởng này, từ đó người ta đưa ra suy luận rằng Bộ trưởng Bộ Công an phải là người ủy viên Bộ Chính trị, thường là đại biểu Quốc hội. Thậm chí trước đây có trường hợp ông Lê Hồng Anh chưa hề kinh qua vị trí nào trong ngành công an nhưng được phong đại tướng, rồi giao cho chức Bộ trưởng Bộ Công an. Lúc đó ông Lê Hồng Anh chỉ là ủy viên Bộ Chính trị, chưa có tiền lệ nào từ ủy viên Trung ương Đảng lên nắm chức Bộ trưởng này. Như vậy, nếu căn cứ vào tiền lệ thì rõ ràng các ông Trần Quốc Tỏ, Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc sẽ bị loại. Thậm chí cả Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều không phải là đại biểu Quốc hội. Vậy thì nếu căn cứ vào tiền lệ, hai đệ ruột của ông Tô Lâm bị loại trước tiên. Nếu tân Bộ trưởng Bộ Công an mà không phải là một trong hai người này thì xem như Tô Lâm đã thất bại. Thực ra tiền lệ chỉ là một yếu tố để xem xét mà không phải luôn đúng, bởi chế độ này vận hành dựa vào quy tắc mạnh thắng, yếu thua, và kẻ mạnh sẽ tạo ra tiền lệ. Chẳng phải chính ông Nguyễn Phú Trọng đã ỷ vào thế của mình quá mạnh để phá bỏ giới hạn tuổi và giới hạn nhiệm kỳ để tự cho mình hai lần được hưởng suất đặc biệt đấy hay sao? Nếu không có sức mạnh vô đối trên chính trường thì ông có làm được như thế hay không? Khả năng để đưa Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an phụ thuộc rất nhiều vào thế và lực của ông Tô Lâm. Nếu Tô Lâm đủ mạnh vượt qua được phần còn lại của Bộ Chính trị thì ông hoàn toàn có thể đưa đàn em lên. Nếu không, phe ưng yên của ông sẽ thất thủ tại Bộ Công an. Cuộc chiến hiện nay đang phụ thuộc vào sức mạnh của mỗi bên, chứ không phụ thuộc vào tiền lệ. Ghế Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay sẽ quyết định sức mạnh thực sự cho Chủ tịch nước. Nếu phe ưng yên nắm Bộ Công an, Tô Lâm sẽ là kẻ săn mồi. Còn nếu không có khả năng, Tô Lâm đã trở thành con mồi cho thế lực khác. Ai sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Công an đang là điều mà dư luận đặt câu hỏi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Ăn chia Hội nghị Trung ương 9, chiếc ghế quyết định Tô là kẻ săn mồi hay thành con mồi. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de